Xin chào quý vị và các bạn. Để quản lý mọi mặt của đất nước, chính phủ phải chia thành từng ngành, từng lĩnh vực và giao cho các bộ, các cơ quan ngang bộ quản lý theo chuyên môn. Hiện nay, chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 từ năm 2021 đến năm 2026 có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Bộ Quốc phòng được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1945. Bộ Quốc phòng là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước, v.v. Hiện nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Đại tướng Phan Văn Giang. Bộ Công an được thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1945, sau đó thì được thay đổi tên gọi nhiều lần. Trong đó thì có giai đoạn 1975 được gọi là Bộ Nội vụ, thì hiện nay gọi là Bộ Công an. Bộ này có chức năng quản lý về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, điều tra phòng chống tội phạm, v.v. Người đứng đầu Bộ Công an hiện nay là Đại tướng Tô Lâm. Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay là ông Bùi Thanh Sơn. Bộ Nội vụ. Bộ này có chức năng quản lý về tổ chức hành chính, sự nghiệp, cán bộ, công chức viên chức nhà nước. Nhân tiện, tôi cũng xin nói thêm về sự khác biệt của Bộ Nội vụ ngày xưa so với hiện nay. Ngày xưa, trong bối cảnh lịch sử, ngành công an được gọi là Bộ Nội vụ, thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ liên quan tới an ninh, chính trị. Còn ngày nay thì Bộ Nội vụ lo những việc về cán bộ, công chức, v.v. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đương nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà. Bộ Tư pháp. Mặc dù tên là Bộ Tư pháp, nhưng thực tế thì đây là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp nha mọi người, bởi vì nó là cơ quan giúp việc cho chính phủ. Nói tới đây, tôi biết nhiều người sẽ thắc mắc, vậy tại sao không đặt tên là Bộ Hành pháp mà lại đặt là Bộ Tư pháp đúng không? Câu trả lời là ở Việt Nam, cơ quan hành pháp là chính phủ, còn Bộ Tư pháp chỉ là cơ quan giúp việc chuyên môn cho chính phủ mà thôi. Nếu mà chọn tên là Bộ Hành pháp, thì các bộ, các cơ quan ngang bộ khác phải đặt tên như thế nào? Bộ Tư pháp quản lý về xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, v.v. Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay là ông Lê Thành Long. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ này quản lý về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê. Được ví như kiến trúc sư trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng hiện đang giữ ghế nóng của bộ này. Bộ Tài chính. Người đứng đầu Bộ Tài chính hiện là ông Hồ Đức Phước. Bộ này được xem là thủ quỹ của chính phủ khi quản lý về ngân sách, thuế, phí, lệ phí, tài sản công, v.v. Bộ Tài chính giúp chính phủ thực thi các chính sách tiền tệ 45 sau đó nhằm phục vụ cho công tác quản lý kinh tế vĩ mô của quốc gia. Bộ Công Thương. Bộ trưởng hiện nay của Bộ Công Thương là ông Nguyễn Hồng Diên. Như tên gọi của mình, Bộ Công Thương sẽ quản lý về công nghiệp và thương mại, chẳng hạn như điện, dầu khí, xuất nhập khẩu, v.v. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện nay thì nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai sẽ là những lĩnh vực mà bộ này quản lý. Người đương nhiệm đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là ông Lê Minh Hoan. Bộ Giao thông Vận tải. Giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không đều sẽ do bộ này quản lý. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đương nhiệm là ông Nguyễn Văn Thể. Bộ Xây dựng. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, v.v. là những lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Xây dựng. Người đứng đầu bộ này hiện nay là ông Nguyễn Thành Nghị. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ này sẽ quản lý về tài nguyên, đất đai, môi trường. Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là ông Trần Hồng Hà. Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Bộ này sẽ quản lý về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin điện tử. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Bộ này sẽ quản lý về lao động, tiền lương, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới. Hiện nay, ông Đào Ngọc Dung đang là tư lệnh ngành này. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ này sẽ quản lý về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Người đứng đầu bộ hiện nay là ông Nguyễn Văn Hùng. Bộ Khoa học và Công nghệ. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, v.v. là những lĩnh vực mà bộ này quản lý.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay là ông Huỳnh Thành Đạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay là ông Nguyễn Kim Sơn. Bộ sẽ quản lý giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học. Bộ Y tế. Bộ Y tế sẽ giúp chính phủ quản lý về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dược, mỹ phẩm, v.v. Ông Nguyễn Thành Long hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Vừa rồi là 18 bộ và tiếp sau đây sẽ là 4 cơ quan ngang bộ. Ủy ban dân tộc. Cơ quan này sẽ giúp chính phủ quản lý về các vấn đề dân tộc. Người đứng đầu hiện nay là ông Hầu A Lành, người dân tộc Mông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Có thể ví ngân hàng nhà nước là mẹ của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách. Ở nước ta, từ khi thành lập Ngân hàng Quốc gia theo sắc lệnh số 15 ngày 6 tháng 5 năm 1951 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khi đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước năm 1960, rồi sau khi tiếp quản và quốc hữu hóa Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của chính quyền Sài Gòn, thì chức danh của người đứng đầu là Tổng Giám đốc. Từ tháng 4 năm 1989, chức danh này mới được đổi thành Thống đốc. Thống đốc là sự dịch sát nghĩa của từ Gouverneur trong tiếng Pháp. Người giữ ghế Thống đốc hiện nay là bà Nguyễn Thị Hồng. Thanh tra chính phủ. Quyền lực của chính phủ được giao cho các bộ ngành. Và để đảm bảo là quyền lực này được thực thi ra sao thì cần có cơ quan đứng ra thanh tra, kiểm tra. Cơ quan này là thanh tra chính phủ. Ông Đoàn Hồng Phong hiện là Tổng Thanh tra chính phủ. Và cuối cùng là Văn phòng chính phủ. Văn phòng chính phủ tuy không phải là bộ nhưng có thể nói là siêu bộ, bởi vì cơ quan này có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp chính phủ, thủ tướng bao gồm các phó thủ tướng, tổ chức các hoạt động chung của chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ hiện nay là ông Trần Văn Sơn. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về 22 bộ, cơ quan ngang bộ tại Việt Nam. Theo bạn thì số lượng bộ hiện nay là nhiều hay ít? Hãy để lại bình luận bên dưới và cùng bàn luận với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.